tê bì chân tay, vận động khó khăn, thậm chí liệt nửa người là cái giá đắt mà chúng ta phải trả nếu như có thái độ chủ quan, xem nhẹ, coi thường căn bệnh đau lưng. Ban đầu, những cơn đau lưng chỉ xuất hiện rất mờ nhạt, chỉ thoáng qua khi cúi người, đứng ngồi hoặc nằm ngủ lâu trong một tư thế. Những lúc như vậy, chắc hẳn không một ai nghĩ rằng mình đang có biểu hiện của một chuỗi các căn bệnh nguy hiểm như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, gai cột sống hoặc phòng thấp. Linh làm chương trình Vượt Lên Chính Mình đó, hơn mười mấy năm đó mọi người. Và Linh cứ đứng ngoài nắng chạy tới chạy lui là làm MC trên phim trường, làm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đỡ hơn chút xíu, là ngồi nhưng cũng đứng suốt vậy quý vị. Mà ngồi hoài cũng đau lưng, mà đứng hoài cũng đau lưng đó quý vị. Đau lưng tức là nó đau âm ỉ trong cái thắt lưng á. Rồi từ từ mà nếu không kiểm tra, không đi kiểm tra rồi không đề phòng thì không kiểm soát được thì dẫn đến thoát vị đĩa đệm. Thì cảm thấy nó đau rồi hôm nay vùng thắt lưng rồi nó lan xuống chân tê bì thì mới cảm nhận thì thấy em khỏe thì mình đi chụp gai thì mới biết là bị thoát vị. Xã tôi là không có đứng lại được, đau quá nặng. Cho nên tôi phải đi mua. Để hạn chế tối đa những biến chứng báo động đỏ từ căn bệnh đau lưng, người bệnh cần chủ động thăm khám và điều trị ngay từ khi có những biểu hiện cơ bản nhất. Điều này sẽ góp phần sớm phát hiện ra bệnh và tăng tỷ lệ điều trị thành công. Với một phác đồ điều trị chặt chẽ, bài bản và khoa học bao gồm 4 bước: vật lý trị liệu, cao dán, thuốc sắc và bài tập, An Cốt Nam đã giúp cho hàng nghìn bệnh nhân đau lưng, trong đó có thoái hóa, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, chấm dứt khỏi cơn đau chỉ sau vài liệu trình điều trị. Và đây cũng là phác đồ điều trị được các chuyên gia hàng đầu về Đông y đánh giá là một trong những lựa chọn thông minh nhất của người bệnh đau lưng. Thuốc An Cốt Nam ấy thì tôi uống 2 liệu trình và mỗi liệu trình là 10 ngày. Và khi mà tôi uống thuốc thì tôi thấy rất là dễ chịu, không có những phản ứng phụ. Và mỗi một ngày thì tôi thấy nó có một cái sự chuyển biến rất là rõ rệt khi mà tôi sử dụng liều thuốc đó. Hiện nay cột sống của tôi rất là khỏe. Tất cả những cái triệu chứng mà đau, nhức, mỏi với lại mất ngủ là không còn nữa. Và trong sinh hoạt hàng ngày thì tôi sinh hoạt rất bình thường. Và chị Hồng Anh thì chị đã dùng biện pháp đông y phải không ạ? Vâng ạ. Kết hợp thêm với tập luyện tất cả mọi thứ nữa. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cách lựa chọn rất là khôn ngoan. Và quả thực là cái hiệu quả là chị Hồng Anh hiện nay là các triệu chứng nó đã mất hết cả. Và chị trở lại một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Thì tôi cho rằng là đó cách là lựa chọn rất là chính xác. Sau khi tìm hiểu thì mình sử dụng thì thấy nó giảm khoảng 60-70, 80 quý vị, 80%. Và bắt đầu lên sau thời gian khoảng chừng 5-6 tháng sau, Linh bắt đầu đi làm chương trình lại. Và Linh hồi đó thì nếu quý vị chú ý thì khi làm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, Linh ngồi không mà đi không có nổi. Những lúc đó Linh ngồi không mà đứng lên chút xíu cái đau quá lên chịu nổi, Linh ngồi xuống. Và sau khi Linh mà sử dụng cái loại thảo dược An Cốt Nam đó thì tự nhiên mình thấy nó bớt quý vị, bớt 60-70% vậy đó. Cái An Cốt Nam rất là tốt. Đây là mười ngày. Mà trong vòng 10 ngày đó là trong cơ thể em là bao nhiêu phần trăm? Nói chung thì chị cũng là về mình vừa kết hợp thuốc với bài tập thể dục thì nói chung là được khoảng 10%. Tôi lên đây mua về thì uống như này thì bảo là đi là được rồi, giảm không được 7-8%.